Trực tiếp bóng đá SEA Games 31 U23 Campuchia vs U23 Singapore. Trực tiếp bóng đá SEA Games 31 U23 Campuchia vs U23 Singapore. Vietnamnet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Campuchia vs U23 Singapore ở vòng bảng SEA Games 31. U23 Campuchia khởi đầu cuộc hành trình SEA Games 31 đầy ấn tượng khi thắng U23 Lào với tỷ số đậm 4-1. Tinh thần tích cực giúp các học trò huấn luyện viên Honda tự tin bước vào trận gặp U23 Singapore. U23 Singapore có phong độ không thực sự tốt. Sau khi may mắn hòa U23 Lào 2-2, đội quân của huấn luyện viên Larry Nasser thua đậm U23 Thái Lan 0-5. Nếu thua U23 Campuchia, U23 Singapore có thể sẽ bị loại sớm. Đội hình xuất phát: U23 Campuchia, Kim Huy, Ca Sokmen, Tha Inh Ban Chai, Sati, Min Sosidin, Min Ratanat, Kivina, Si Inh Chantia, Vang Davin, Chao Chanchak, Lim Visoch. U23 Singapore: Zaiful Nizam, Rian Sanizo, Harish Kanadi, Siarun Sazali, Rihan Stewart, Sa Sahiran, Hahis Stewart, Nunfami Arifin, Zhou Ochu, Shairi Nadim, Fikos Rua. Vietnamnet tường thuật trực tiếp diễn biến U23 Campuchia vs U23 Singapore. Diễn biến ảnh video. Mới nhất cũ nhất, ngày 11 tháng 5 năm 2022, 15:30, 15:25, đội hình xuất phát: U23 Campuchia, Kim Huy, Ca Sokmen, Tha Inh Ban Chai, Sati, Min Sosidin, Min Ratanat, Kivina, Si Inh Chantia, Vang Davin, Chao Chanchak, Lim Visoch. U23 Singapore: Zaiful Nizam, Rian Sanizo, Harish Kanadi, Siarun Sazali, Rihan Stewart, Sa Sahiran, Hahis Stewart, Nunfami Arifin, Zhou Ochu, Shairi Nadim, Fikos Rua. Thu gọn: ngày 11 tháng 5 năm 2022, 14:13. Thông tin trận đấu: U23 Campuchia thắng 3 trong 4 trận đấu chính thức trong năm 2022. Ở SEA Games 2019 tại Philippines, lần đầu tiên trong lịch sử các cầu thủ trẻ Campuchia vượt qua vòng bảng. Trong trận tranh huy chương đồng, họ thua U23 Myanmar trên loạt luân lưu. U23 Singapore không thắng trong 5 trận gần nhất, 4 trong số đó là những trận thua. 3 trong 4 thất bại của U23 Singapore diễn ra với từ 5 bàn thua trở lên. Nếu không vượt qua vòng bảng, sẽ là lần thứ 4 liên tiếp U23 Singapore không vào bán kết SEA Games. Ở 4 kỳ đại hội liên tiếp trước đó, những chú sư tử trẻ có 3 lần giành huy chương đồng. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.